Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 2 ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 âm lịch năm 2024. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, theo cái phân tích của các chuyên gia tướng số tử vi thì những con giáp này sẽ gặp rất nhiều may mắn trong 2 ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật. Đối với những người đang muốn thăng quan tiến chức thì các bạn hãy biết tận dụng cái cơ hội cống hiến cho công việc, giúp đỡ, cống hiến cho công việc, giúp đỡ đồng nghiệp thì khả năng cao từ nay đến cuối năm, con đường quan lộ sự nghiệp của quý vị sẽ được mở rộng thênh thang. Vận may tiền bạc thì cũng ùn ùn kéo đến. Những con giáp này cũng có cơ hội gia tăng thêm cái thu nhập, một số người còn có cơ may trúng số đổi đời, giúp cho cái vận trình ngày sau ấy thì càng ngày càng thuận lợi và hanh thông. Còn với những ai mà muốn lập gia đình mà vẫn chưa có được cái cơ hội, chưa tìm được cái đối tượng kết hôn phù hợp thì trong thời gian này quý vị hãy tranh thủ đến những cái nơi nhộn nhịp đông người, bởi khả năng cao quý vị và các bạn cũng sẽ gặp được người trong mộng của mình ở trong tương lai. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Vậy thì đó là những con giáp nào và cơ duyên gì sẽ đến với những con giáp này trong 2 ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, trong 2 ngày cuối tuần ấy thì được cát tinh nó chiếu mệnh. Vậy nên trong thời gian này có đường công danh sự nghiệp cũng sẽ được thuận lợi hanh thông. Công việc thì tiến triển khá là thuận lợi, mưu sự thì dễ thành, thậm chí là có thể tạo cái bước đột phá mạnh mẽ, nâng tầm cái nghề nghiệp lên một cái tầm cao mới, khiến cho nhiều người phải nể phục. Dù là những người làm công ăn lương hay là những người tự làm chủ kinh doanh ấy, thì nói chung ấy cũng có được cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương tăng thưởng, củng cố và nâng cao cái địa vị của mình cho tập thể. Nếu mà xung sáo và quyết liệt trong các hành động thì đảm bảo quý vị cũng sẽ được có được những thành quả xứng đáng. Tuy nhiên, nhắc nhở những người tuổi Mão trong thời gian này cũng đừng quá ỷ lại vào quý nhân giúp đỡ, thành ra ấy, thiếu đi cái sự chủ động, dần dần biến mình thành gì cái sự mờ nhạt. Bên cạnh đó, năng lực xử lý công việc cũng sẽ bị giảm sút, không hề có lợi cho bản thân. Các cụ có câu là gì, ngọc bất trác bất thành đấy, thì đừng bao giờ quý vị hài lòng với chính mình mà phải luôn tìm tòi khám phá cái giới hạn của bản thân. Làm được cái điều đó thì quý vị sẽ không sợ bị tụt hậu, mà trái lại thì các phương diện nó đều được thuận lợi hanh thông và may mắn. Bên cạnh đó, chuyện hợp tác làm ăn thì diễn ra suôn sẻ. Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Mão khá là mạnh mẽ, luôn hướng đến cái sự độc lập. Đó là cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng là đôi khi bị mâu thuẫn hay là xảy ra những cái tranh chấp nhất thời với đồng nghiệp. Vì thế, quý vị cần phải biết đặt mình vào vị trí của đối phương để mà nhìn nhận lại cái vấn đề, hạn chế những cái bất lợi có thể xảy ra với chính cái túi tiền của mình. Bên cạnh đó, trong thời gian này, nói chung ấy là 2 ngày cuối tuần này, thì những người tuổi Mão cũng sẽ dễ dàng đạt được cái thành công ở các hạng mục đầu tư, kinh doanh, buôn bán. Công việc thì hanh thông, thuận buồm xuôi gió, cơ duyên nó đến một cách bất ngờ. Dù không dự liệu từ đầu, nhưng mà kết quả đạt được thì cũng khiến cho các bạn phải gì? Phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, cái cát tinh nó còn xuất hiện, nó mang đến cái vận quý nhân dồi dào, tiếp thêm cái sinh khí và cái động lực để những người tuổi Mão vượt qua mọi khó khăn, vươn đến cái sự thành công rực rỡ hơn. Nếu mà thấy hứng thú thì quý vị có thể là gì? Đầu tư vào một số cái hạng mục để có sự biến động cao như là cổ phiếu, chứng khoán, bất động sản, vân vân. Mạo hiểm trong cái khuôn khổ cho phép, trong cái sự tỉnh táo sẽ mang về cho các bạn những cái thành quả xứng đáng. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc dồi dào, nhưng mà những người tuổi Mão cũng không được chủ quan nhé. Trong thời gian này vẫn còn một vài cái hung tinh nó xuất hiện, nó mang cái dấu hiệu là ha tài tốn của. Nói chung ấy, tiêu tiền vào những cái việc bất khả kháng. Bên cạnh đó, tài lộc dồi dào là thế, nhưng mà những người tuổi Mão cũng đừng vội chủ quan. Trong thời gian này vẫn còn cái hung tinh nó xuất hiện, nó mang theo cái dấu hiệu là hao tài tốn của, tiền vào nhưng mà ấy, cũng sẽ gì khó có thể là
quản lý được, và nó chuyện thất thoát là cái chuyện đương nhiên. Thêm nữa, cái hung tinh này nó cũng gây ra cái tình trạng phá tài, cái nạn trộm cắp, nên là quý vị cũng cần phải hết sức cẩn thận trong chuyện đầu tư kinh doanh từ nhỏ đến lớn để đảm bảo được cái an toàn, không bị ném tiền qua cửa sổ. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Thưa quý vị, tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, trong hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 âm lịch ấy, thì cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Dần cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, lại có thêm nhiều cái cát tinh để chiếu mệnh nữa. Vậy nên cái sự nghiệp nó phát triển ổn định và ngày càng có những cái khởi sắc nhất định. Bên cạnh đó, con đường quan lộc thì cũng có những cái sự đột phá nhất định. Nhưng mà với sự giúp đỡ của quý nhân ấy, đâm ra là những cái nỗ lực của quý vị cũng sẽ được phát triển mạnh mẽ và đạt được những cái thành quả nhất định đối với mình. Nếu mà đang ấp ủ những kế hoạch phấn đấu lên chức vụ mới thì quý vị hãy mạnh dạn mà tiến hành, vì cái con đường phía trước nó đang diễn ra cực kỳ là hanh thông và thuận lợi. Trong thời gian này, những người làm công ăn lương cũng tạm coi là hài lòng với công việc hiện tại. Trong cái thời điểm này thì có nhiều cái dịp để quý vị phô diễn cái tài năng của mình, được cấp trên cất nhắc, trọng dụng và giao phó cho những cái trọng trách quan trọng. Cái cơ hội tăng lương, tăng thưởng, thăng chức cũng đang được mở rộng. Với những người đang tìm kiếm cái cơ hội việc làm trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ tìm được nhiều cái vị trí phù hợp, hoặc là được người thân giới thiệu cho một công việc tốt. Thêm nữa, rất nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh trong hai ngày cuối tuần này, nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Dần phát huy được cái khả năng tiềm ẩn, thúc đẩy cái quá trình nghiên cứu, tìm tòi ra cái sản phẩm. Quý vị hãy mạnh dạn khởi nghiệp, dù bước đầu có vấp phải khó khăn đi chăng nữa, nhưng mà trải qua cái thực tế sẽ là một cái bài học cực kỳ quý giá để quý vị hoàn thiện mọi kỹ năng, từ đó nâng tầm cái sự nghiệp của mình lên. Quý vị cần phải chủ động nắm bắt lấy cơ hội hợp tác hay là mở rộng cái quan hệ xã giao. Đến thời điểm cần thiết thì mọi thứ sẽ đi vào đúng quỹ đạo. Tuy nhiên, nói chung ấy, trong hai ngày cuối tuần này thì quý vị cũng chịu ảnh hưởng của không ít những hung tinh, ngụ ý rằng dù công việc có đạt được những cái thành quả tốt đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà không đồng nghĩa với việc là tất cả mọi sự sẽ được suôn sẻ từ đầu đến cuối. Các cụ nói là gì, vạn sự khởi đầu nan. Đó. Quá trình tiến triển nó sẽ không tránh khỏi những cái va vấp. Cái chính là quý vị có kiên trì đến cùng hay không mà thôi. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong hai ngày cuối tuần này thì những người tuổi Dần, đấy, cái vận trình tài lộc cũng sẽ ngày càng được khởi sắc. Cái vận may về tài chính thì lớn, các bạn kiếm tiền thì cũng dễ dàng hơn, kinh doanh, buôn bán, đầu tư thì đều có lãi, thậm chí là có thể một số người có cơ may là trúng số đổi đời, một số người lại được thừa hưởng những cái gia sản bạc tỷ. Thì đây cũng là cái thời điểm mà bản mệnh có thể chủ động đầu tư hoặc là khởi nghiệp kinh doanh, buôn bán, đảm bảo sẽ thu được lời. Thêm vào đó, trong hai ngày cuối tuần này thì những người tuổi Dần cũng được cái đảo hoa tinh nó chiếu mệnh, nhân duyên thừa dồi dào, thúc đẩy cái sự nghiệp phát triển thuận lợi, từ đó kích hoạt cái tài lộc nó đến dồi dào hơn. Với những ai mà vừa mới khởi nghiệp hay đi làm thì có thể nương tựa vào cái sức mạnh của cát tinh này để ổn định cái sự nghiệp, biến mọi thứ đi vào quỹ đạo và dần ổn định hơn. Trong thời gian này thì những người làm công ăn lương cũng có không ít cái dịp để thể hiện cái tài năng, cơ hội tăng lương tăng thưởng cũng sẽ rất nhiều, chỉ cần quý vị biết chủ động nắm bắt mà thôi. Thêm nữa, những người kinh doanh buôn bán thì đều xử lý tốt các vấn đề liên quan đến cái thủ tục hành chính. Chính vì vậy mà trong thời gian này thì cũng đảm bảo có những sự tiến triển vượt bậc. Với những dự án đầu tư mang tính mạo hiểm, quý vị cũng cần phải cất nhắc kỹ càng trước khi mà đưa ra cái quyết định. Các trò cá độ đỏ đen chẳng hạn thì quý vị cũng cần phải tránh xa, kẻo gì tiền bạc nó lại gì đội nón ra đi. Trong thời gian này có nhiều cái chi phí nó phát sinh một cách bất ngờ, nên là tích lũy là một cái điều mà quý vị cần phải tiến hành, cũng như là gì,
Có tích lũy thì mới có được cái sự gia tăng về khối tài sản của mình. Vì vậy, để bảo vệ bản thân cũng như là gia tăng thêm cái vận trình may mắn về tài lộc, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với cái số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái hai ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật, tức là từ ngày mùng 10 đến ngày 11 tháng 5 âm lịch ấy, thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ, lại có các cát tinh nó cao chiếu, nó chiếu rọi. Vậy nên là những người tuổi Ngọ ấy sẽ gì trở nên gì suy nghĩ thông suốt hơn, hành động thì quyết đoán hơn, từ đó gặt hái được rất nhiều cái thành công trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, nhiều cát tinh nó chiếu mệnh nó cũng có lợi cho cái con đường quan vận sự nghiệp. Nói chung ấy, trong thời gian này quý vị sẽ là những người đi đầu, dù đứng trước những phong ba bão táp nhưng mà sẽ điều hành mọi thứ đâu vào đó. Danh lợi thì cũng được càng ngày càng hanh thông và thuận lợi. Bên cạnh đó, trong cái thời gian này thì những người tuổi Ngọ cũng sẽ được cát tinh chiếu mệnh, vậy nên là cũng sẽ mang lại cái vận khí dồi dào, hóa giải cái hung vận, tăng thêm cái cát lợi. Nó cũng sẽ gì tốt cho những người làm công việc là kinh doanh, buôn bán hay là làm ăn. Tuy nhiên quý vị cũng cần phải lưu ý, trong thời gian này vẫn xuất hiện một vài cái hung tinh. Những người tuổi Ngọ vốn đã nóng vội, cố chấp, lại gì thêm cái hung tinh nó tiềm ẩn nữa. Vậy nên nó gây ra cái sự hiểm khích, khơi dậy cái thái độ cố chấp trong cái con người của quý vị, dẫn đến là cái thái độ sống ngạo mạn, coi thường người khác và dễ bị thiệt thân. Hơn nữa, trong thời gian này thì cái hung tinh nó gây ra những cái sát thương vì cố chấp mà gây hại cho người khác hoặc là dính dáng đến pháp luật, đôi khi tự rước họa vào thân. Vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý. Thêm nữa, xét về cái vận trình tài lộc trong thời gian này thì cái tài khí nó khá là vượng, bất luận là chính tài hay là thứ tài thì đều có những cái nguồn thu hoạch nhất định báo hiệu trong cái thời điểm này quý vị sẽ có được những cái may mắn nhất định, ăn nên làm ra, từ giờ đến cuối năm sẽ được hưởng phúc phú quý giàu sang. Lại có thêm cái cát tinh nó chiếu mệnh nữa, nên là trong thời gian này thì có cơ hội được thăng quan tiến chức, tăng lương tăng thưởng. Những người tuổi Ngọ có thể nhận được những khoản tiền dư giả, nhất là đấy, trong thời gian này lại có gì có cả những cái cát tinh nó trợ vận nữa. Đâm ra ấy, những người tuổi Ngọ sẽ biết cách để làm ra những cái cơ hội, tạo ra những cơ hội để kiếm tiền cho bản thân ngày một rực rỡ hơn. Với những người kinh doanh buôn bán làm ăn thì các bạn sẽ buôn bán có cơ hội ký kết được nhiều cái hợp đồng lớn, được khách hàng coi trọng, doanh thu thì tăng trưởng không ngừng. Những người làm công ăn lương thì dễ được thăng chức tăng lương. Dù làm bất cứ cái ngành nghề gì, lĩnh vực nào thì nỗ lực phấn đấu của các bạn cũng đều gặt hái được những cái thành quả nhất định. Tuy nhiên, trong cái thời gian này quý vị lưu ý nhé, vẫn còn một vài cái hung tinh nó ẩn tàng. Vậy nên là nó thôi thúc cái ý chí kiếm tiền của những người tuổi Ngọ. Có người sẽ không từ thủ đoạn để mà gì tranh quyền đoạt lợi, dễ vướng vào cái vòng lao lý, thúc đẩy cái vận khí của bản mệnh nó cũng bị tổn hao. Lại này, từ đó cái phúc khí của bản mệnh cũng bị tổn hao. Quý vị đừng buông thả bản thân quá mức, làm gì cũng cần phải tuân theo cái nguyên tắc, tuân theo pháp luật, đừng có để lòng tham mở mắt mà lại kẻo rước họa vào thân nhé. Vì vậy, để hóa giải những xung sát và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để mà trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong thời gian này không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung ấy, theo các chuyên gia phong thủy đánh giá thì trong 2 ngày cuối tuần thứ 7 chủ nhật tới đây
Cái vận khí của những người tuổi Mùi được hanh thông phơi phới nhờ có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh đó, và được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Những cái biến động trong thời gian trước cũng đã qua, coi như những cái trải nghiệm để mà những người tuổi Mùi tích lũy cái kinh nghiệm để sống. Và bước sang hai ngày cuối tuần là cái thời điểm mà quý vị đáng mong chờ nhất. Quý vị cũng sẽ được các cát tinh nó chiếu mệnh, tài năng cũng đã được khẳng định, công việc thì tiến triển một cách thuận lợi và có nhiều cái biểu hiện xuất sắc. Làm đến đâu thì có kết quả đến đó, đâm ra là cái con đường công danh sự nghiệp nó cũng được mở ra và đạt được những thành quả nhất định. Những người làm trong các lĩnh vực như là bán hàng, quảng cáo, âm nhạc, vân vân ấy, thì trong thời gian này liên tục có những cái sự sáng tạo tuyệt vời, cho ra đời những sản phẩm thực sự là giá trị, đồng thời cũng nâng cao cái tên tuổi của mình lên. Bên cạnh đó, những người làm các công việc thiên về chuyên môn kỹ thuật trong thời gian này thì cũng chăm chỉ làm việc, phát huy cái điểm mạnh và dễ dàng được cất nhắc đề bạt, được thăng chức tăng lương. Với những người làm các nghề nghề tự do như là kinh doanh buôn bán, tổ chức sự kiện vân vân ấy, thì cũng thấy tìm thấy nhiều cái cơ hội để phát triển cái sự nghiệp của mình. Có điều bước đầu thì có vẻ là gì đôi gặp đôi chút những khó khăn, nhưng mà ấy, càng về sau thì càng ra cái, tạo ra cái sự đột phá. Bên cạnh đó, trong cái thời điểm cuối tuần này thì quý vị cũng sẽ trở nên xông xáo hơn trong công việc, bất chấp gian khổ hay là khó khăn, những người tuổi Mùi đều có thể vượt qua một cách là dễ dàng. Các mối quan hệ xã giao trong thời gian này cũng đã được củng cố, tạo cái cơ hội để đầu tư kinh doanh, hợp tác hay là làm ăn cho bản mệnh. Chỉ cần tuân thủ đúng pháp luật, đúng nguyên tắc, làm ăn chân chính thì túi tiền của quý vị lúc nào cũng được rủng rỉnh mà không phải sợ hãi hay là lo lắng. Ngược lại, làm ăn và phi pháp thì có ngày dễ dẫn đến chuyện là xa lưới pháp luật. Quý vị hãy tạm quên đi những cái biến động mất mát về cái chuyện tiền bạc. Nói chung ấy, trong thời gian này theo đánh giá của các chuyên gia tử vi tâm linh học thì cái vận khí hanh thông, tài vận thì ngày càng tươi sáng, cơ hội để cho những người tuổi Mùi ấy, kiếm tiền bù đắp tổn thất những thời gian trước đó. Miễn sao là quý vị cứ xông xáo làm ăn, nghĩ lớn làm lớn là được. Và nếu như mà quý vị có cái suy nghĩ tích cực và cố gắng nỗ lực hết mình thì trong thời gian 2 ngày cuối tuần đến cuối năm thì cái tài vận của những người tuổi Mùi sẽ tăng mạnh. Nói chung ấy, đây là cái thời điểm để quý vị có thể là gì ấp ủ hoặc là thực hiện những cái dự định, những cái kế hoạch của mình, và nó cũng sẽ đạt được những cái thời gian thành công cực kỳ rực rỡ. Quý vị cũng cần phải đẩy mạnh cái việc kinh doanh buôn bán hay là triển khai các hoạt động đầu tư, nâng cao cái thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Cái tài khí nó tăng mạnh, vận may tiền bạc thì nói chung ấy, nó được củng cố. Chỉ cần những người tuổi Mùi nỗ lực phấn đấu, không ngại khó, không ngại khổ thì túi tiền ắt sẽ được rủng rỉnh. Đặc biệt, những ai mà làm trong lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, văn hóa thì cũng sẽ được cái cát tinh nó chiếu mệnh, nó cũng sẽ giúp gia tăng và nâng cao cái sự đột phá của mình. Bên cạnh đó, trong 2 ngày cuối tuần này thì quý vị cũng được tài tinh nó chiếu mệnh. Những người kinh doanh buôn bán làm ăn thì cũng sẽ có lợi nhuận tốt, rủng rỉnh và có thể là gì? Trở thành giàu, những người giàu có sau một đêm. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cát lợi cho mình thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 4 con giáp may mắn nhất trong 2 ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật. Và trong 2 ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật tới đây, chúng ta sẽ có 4 con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội trúng số đổi đời, giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau: 1 tuổi Mão, 2 tuổi Dần, 3 tuổi Ngọ, 4 là những người tuổi Mùi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.